Alo, anh nghe rõ tôi nói không nào? Yeah, Tại sao anh tắt máy đi vậy? bên anh tắt mà. Bây giờ anh nghe rõ tôi nói chưa nào? Yeah, nghe rồi. Ở đây thì rất có thể, quan điểm cá nhân tôi, rất có thể anh là người bị hại trong cái vụ án lần này. Anh nghe tôi nói không nào? Nghe. Tại sao tự nhiên nó nhỏ vậy? Thì nghe tinh thần giờ nó suy sụp quá, biết sao anh, liên quan hai ba chuyện. Ở đây anh cứ bình tĩnh nhá. Thế bây giờ tôi sẽ hỗ trợ cho anh trong cái khả năng của tôi. Đó là trình bày hồ sơ của anh qua bên phía viện kiểm sát để xem viên viện kiểm sát có giúp anh tìm được chứng cứ chứng minh anh là người bị an, bị oan, bị hại trong cái vụ án lần này hay không. Để xem phía viện kiểm sát có tìm ra được những manh mối bằng chứng cứ nhanh nhất có thể để minh oan cho anh được hay không. Anh nghe rõ không nào? Nhưng trước khi mà tôi trình cái hồ sơ của anh qua phía viện kiểm sát, tôi cần lập cho anh một bản kê khai tất cả tài sản của anh ở trên tất cả các hệ thống ngân hàng để chúng tôi biết được cái tài khoản nào là đích thân cá nhân anh đăng ký và sử dụng, tài khoản nào là do một tội phạm sử dụng tên tuổi của anh để mở lên. Những gì anh kê khai ra ở đây thì chúng tôi sẽ để sang một bên và điều tra xem những cái nguồn tài chính, nguồn tiền đến và đi từ đâu, liệu có nhận được từ đường dây buôn bán ma túy của Nguyễn Văn Long hay không. Còn những gì anh không kê khai ra ở đây thì chúng tôi sẽ lập tức đóng băng và sung vào công quỹ của nhà nước hoặc trả lại cho người bị hại sau khi quá trình điều tra kết thúc. Vì chúng tôi cho rằng những cái tài khoản đó đều là những có tên tội phạm lợi dụng danh nghĩa của anh, tên tuổi của anh để mở lên. Anh hiểu rõ hay không? Hiểu. Anh nghe to lên nào. Hiểu. Bây giờ tôi sẽ bắt kê khai tất cả những ngân hàng mà anh từng giao dịch. Anh thường xuyên sử dụng và giao dịch ngân hàng với những ngân hàng nào đây? Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn với lại ngân hàng quân đội. Thứ nhất là ngân hàng Agribank đúng không ạ? Rồi. Anh mở một thời gian nào đây? Ngân hàng này thì mở mở năm 2011. Rồi, chi nhánh ở đâu? Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Có gần nhà không? Không anh. Trên nhà có Có là phát hành hình thức ATM không? có ATM. ATM nó nằm trong cái bóp, còn con nó Rồi liên cái quan tài khoản. đến. Rồi. Ở đây cái tài khoản cá nhân này thì có đăng ký sử dụng dịch vụ tiện ích gì không nào? Như là SMS banking, Internet banking, Mobile banking có hay không? Không anh. Anh không đăng ký vậy anh nhận cái biến động số dư theo hình thức nào? Bình thường thì nhận qua tin nhắn chứ cũng ít quan tâm cái đó. Cái này là SMS banking này, anh hiểu rõ không nào? Vậy anh chuyển tiền, có chuyển tiền trên điện thoại của mình không? Có thực hiện chuyển tiền trên điện thoại của mình được không? Không anh. Không đăng ký được không nào? Được. Rồi, vậy anh đăng ký SMS banking ở đây là anh đăng ký bằng số điện thoại nào? Số điện thoại đang xài, đang điện đây. Chào cô tôi. 0981977009. Hạn mức giao dịch trong ngày tại cái tài khoản cá nhân tại ngân hàng Agribank của anh là bao nhiêu? Hạn mức giao dịch tại ngân hàng, hình như là 300 triệu thì phải. Khoảng 300 triệu đúng không nào? Dạ đúng. Lần cuối anh thực hiện giao dịch trên cái tài khoản cá nhân dịch ngân hàng Agribank của anh được khi nào? Lần cuối là cỡ cách đây
Cái này hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng luôn ạ. Lịch sử giao dịch còn không? Lịch sử giao dịch, tại vì điện thoại này mình đâu có ấy được, có điện thoại được, có nếu mà muốn cần thì phải vô ngân hàng. Ngân hàng Là thì như thế nào? cái lịch sử giao dịch thì không có nhớ được, không có dự, tại vì mình vô ngân hàng rút thì chỉ có vô ngân hàng khi nó khi cái lịch sử giao dịch thôi. Nghĩa là cái tài khoản này, cái thẻ này là anh ra cây anh rút hoặc là vào ra vào ngân hàng giao dịch đúng không? Đúng rồi. Khoảng thời gian là 3 tháng trước đúng không nào? Là anh rút tiền hay là như nào, hay là chuyển tiền? Có rút có chuyển. Lần cuối là rút hay chuyển? Lần cuối là rút. Rút bao nhiêu? Rút năm mấy triệu. Rút mục đích làm gì? Nước trả nợ. Cái nợ với lại tiêu Trả xài nợ đúng không nào? trong thời gian khoảng cách giãn cách. Và ở đây là cái hình thức kênh giao dịch ở đây là rút trực tiếp tại ngân hàng hoặc là rút từ ngoài cây ATM, chứ là không thực hiện ví dụ là chuyển tiền cho người khác trên điện thoại qua được đúng không nào? Đúng không nào? Dạ đúng rồi. Sau cái lần giao dịch cuối cùng này thì số dư hiện tại đang có trong tài khoản cá nhân của anh tại ngân hàng Agribank này là bao nhiêu? Khoảng khoảng 500 mấy triệu đó, mà chính xác thì không nhớ, Khoảng bao nhiêu? khoảng 500 mấy triệu ra. Khoảng 500 triệu đúng không nào? Dạ đúng. Rồi, tại ngân hàng Agribank này của anh thì anh còn sử dụng với hình thức nào khác không, như là thẻ tín dụng? Không chỉ có xài cái đó thôi, Khoản vay có không phải không có. không, có ký gửi gì ở ngân hàng Agribank không? Không luôn. Ký gửi ở đây là sổ tiết kiệm online hoặc sổ tiết kiệm giấy có hay không? Sổ tiết kiệm giấy có. Sổ tiết kiệm giấy tại ngân hàng Agribank đúng không nào? Dạ đúng rồi. Anh mở vào thời điểm nào đây? Tiết kiệm giấy thì mở tháng như tháng 3 năm năm 2020. Tháng 3 năm 2020 đúng không nào? Sổ tiết kiệm giấy đây anh đang để ở đâu? Ai đang cất giữ? Cái chuyện giấy đó thì nói chung cái tủ nãy nói với con giấy tờ, nói chung giấy tờ, giấy tờ tiền bạc với nó các thứ rồi nó bỏ trong tủ nó giữ hết, khi nào mình cần thì mới nó mới đem qua. Tại sao những cái tài sản của anh để cho con anh cất giữ là sao đây? Tại vì tôi đi hay đi dạy xe đó, không có nhà nguy hiểm, ở bên đó nó có tủ nó an toàn, với nó hay ở nhà đó, nó bảo quản an toàn hơn. Vậy là tủ này là ở nhà anh, hay là tủ ở đâu? Tủ nhà anh đúng không nào? Còn con Tủ anh là khóa đúng không nào? nhà thằng con á, Tủ ở đâu? bên nhà của thằng con á. Nhà đấy là nhà của anh. Nhà của ba má tôi, nói chung với ba má. Ngày mở là ngày tháng 3 năm 2020 đúng không nào? Dạ đúng rồi. Ngày đáo hạn là ngày bao nhiêu? Tức là gửi gửi đáo hạn thì hàng năm đó, đáo hạn 1 năm đó, tháng 3 thì tháng 3 21 cứ để tự động nó lấy luôn. Đáo hạn 1 năm một đúng không nào? Dạ đúng rồi.
rồi cái lượng tài chính mà anh gửi vào cái sổ tiết kiệm giấy này của anh là bao nhiêu? 350 triệu anh. Cái lượng tài chính này từ đâu mà có mà gửi vào đây? Cái này tích góp bao nhiêu năm đi làm rồi dành dụm lại cái gom 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 này để cho con, để dành cho con. Vậy cái số tài chính 500 triệu ở trong cái tài khoản cá nhân Agribank của anh là từ đâu ra? Alo. Cái lượng tài chính 500 triệu trong cái tài khoản Agribank, tài khoản cá nhân của anh ấy là từ đâu mà có? À, cái đó là cha mẹ cho, cha mẹ có bán tài sản kia này cho. Bố mẹ anh bán cái gì cho? Bán nhà. Bán nhà trọ cho. Bán nhà bởi vì tại bán đất đúng không ạ? Đúng rồi, bán nhà trọ. Rồi. Còn gì cần bổ sung tại ngân hàng Agribank nhà nước không ạ? Không anh. Rồi, ngân hàng tiếp theo. Ngân hàng quân đội thì nó chỉ có vài triệu lặt vặt hả? Ngân hàng MBBank đúng không ạ? Đúng rồi. Anh mở vào thời điểm vào đây. MBBank thì mở năm 2015. 2015, chi nhánh ở đâu? Chi nhánh Tân Bình, phòng giao dịch Tân Bình. Tân Bình đúng không ạ? Dạ. Rồi, là thẻ ATM đúng không? Dạ, yeah, đúng rồi. Có đăng ký sử dụng hình thức dịch vụ tiền đích gì không? Như là SMS Banking? Cái đó thì không không có đăng ký SMS luôn, tại vì nó có mấy triệu nhỏ cho nên không có đăng ký gì vậy. Phải kiểm tra cái biến động số dư theo hình thức nào? Tại vì nó ít quá cho nên ít có kiểm tra biến động lắm. Thí dụ mà lâu lâu mà công ty nó chuyển tiền vô hay là gì mình cứ đi rút vậy thôi, cái ra thẻ ra máy cái nó hiện ra là mình biết thôi. Rồi, kỳ hạn mức giao dịch trong ngày tại ngân hàng MBBank là bao nhiêu? Hạn mức giao dịch là 20 triệu. Bao nhiêu? 20 triệu. Rồi, có sử dụng hình giao dịch hình thức khác không? Như là thẻ tín dụng có hay không? Không. Khoản vay có không? Không luôn. Ký gửi ở đây có không? Cũng không luôn. Không có đúng không nào? Dạ đúng rồi. Cái lần giao dịch cuối cùng là khi nào? Giao dịch cuối cùng là nghỉ làm cách đây 4 tháng thì tháng 9 tháng 5 cuối tháng 5 anh. Cuối tháng 5 thì có rút rút 2 triệu. 2 triệu để đóng tiền điện. Rồi. Mục đích rút là gì? Rút đóng tiền điện với tiền nước. Rồi. Sau cái lần giao dịch cuối cùng này thì số dư hiện tại đang có trong tài khoản cá nhân tại ngân hàng MBBank của anh là bao nhiêu? MBBank nếu số dư là hình như còn 15, 16 triệu gì đó. Lẻ nó gần 16 triệu. Rồi. Còn ngân giao dịch của ngân hàng nào khác nữa không? Hết rồi. Rồi. Phòng ngừa tội phạm là rút những cái nguồn tiền bẩn từ tài khoản ngân hàng quy đổi ra tài sản pháp lý như tiền mặt vàng. Thì yêu cầu anh kê khai chính xác những cái tài sản pháp lý anh đang dưới tên, đứng dưới tên của anh hoặc đồng sở hữu với người khác. Bây giờ anh đang đứng dưới tên hoặc đồng sở hữu trên những tài sản nào? Phương tiện đi lại, xe cộ. Anh có đang đứng tên dưới chiếc xe